Rồi, chào các bạn. Hôm nay clip của mình sẽ nói về cái băn khoăn khi đi xuất khẩu lao động sang Nhật. Nhưng mà trước khi vào cái vấn đề chính ấy, thì mình cho các bạn xem một cái đoạn clip này đã. Được rồi, đây nhỉ. Rồi, ô tô đang tiến đến, không biết để làm gì đây. Đây là cái Ford Transit đúng không ạ? Rồi. Đố các bạn đoán được ô tô này đang chở ai và đang đi đâu để làm gì? Đố các bạn đoán được luôn. Rồi tiếp tục. Mấy thanh niên áo trắng đứng xếp hàng. Rồi làm gì đây? Rồi có ai đang bước xuống xe kia? Nào. Rồi nhìn rồi ba màu đen này chính xác là Nhật rồi. Đang chụp ảnh. Kia hai bạn kia là người Việt Nam rồi, một ông chắc là kiểu tuyển dụng rồi. Rồi đây là cái gọi là chuẩn bị cho cái đợt phỏng vấn của một ở trung tâm môi giới nào đó ở Việt Nam đúng không ạ? Nhìn hai ông Việt Nam rất là kính cẩn với lại ba cái người Nhật kia đúng không ạ? Rồi chúng ta nhìn nhá. Cúi chào rồi chào hỏi. Ôi, nhìn ba ông người Nhật thì rất là oách oách select đúng không ạ? Rồi thì ai chào hỏi ui đóng giặc như quân đội luôn. Ui ôi các bạn nhìn chưa, ôi đẹp thế, đội hình thôi rồi, ôi thảm đỏ luôn. Như nào đây, như nguyên thủ quốc gia ấy nhỉ các bạn, như là Donald Trump hay là bác Nguyễn Phú Trọng của Việt Nam mình ấy nhỉ. Ui nói chung người Nhật người ta không cần hình thức như thế này, mà đây chỉ tuyển lao động chứ có phải là gặp gỡ cái gì đâu mà làm thế này đúng không ạ? Rất là hài hước, các trung tâm ở Việt Nam nghĩ ra cái này. Vậy thôi mình chuyển vào chủ đề chính nhá. Buồn cười quá. Nào, chủ đề chính của chúng ta là về cái vấn đề là những cái câu hỏi băn khoăn của các bạn đúng không ạ? Cái băn khoăn của các bạn về cái việc là đi xuất khẩu lao động ở Nhật Bản thì các bạn nhìn trên màn hình thấy là mình cũng tổng hợp từ rất là nhiều cái nguồn khác nhau, từ cả cái gọi là cái tự thân mình, bản thân mình nữa, mình rút ra được những cái băn khoăn này. Thì tại sao mình làm cái clip này thì các bạn có thể nhìn để các bạn theo dõi cái chỗ này, cái Facebook này, đây là cái trang cộng đồng nhá, kết nối các người con Việt ở Nhật này đúng không, trong cộng đồng Việt Nhật đúng không ạ? Các bạn nhìn thấy không, bạn Dũng Hoàng này, bạn ấy hỏi này, ai biết công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản uy tín ở Hà Nội không, em cảm ơn ạ. Các bạn vào phần comment nhé, phần comment nó hiện ra cái gì. Đây cho một loạt công ty này. Đấy, bạn là Kali Linh này nha, vào đây cho đơn hàng các thứ đây. Đấy, chi tiết xin liên hệ đây, đây đây chính là cò rồi. Thấy không, một câu hỏi thôi rất là nhiều cò vào. Tiếp tục bạn Thiên Diệm này, ai biết công ty nào uy tín chỉ giúp mình với ạ. Đấy, đeo theo cửa hàng cơ khí. Đấy, tiếp tục con bạn còn Sato Bách xuất khẩu lao động, công ty anh uy tín phí rẻ. Thì đây tiếp tục bạn Phạm Hoàng này. Tiếp tục bạn là Điệp Quy cũng vậy, cũng hỏi xuất khẩu lao động uy tín đúng không ạ? Ôi, rất nhiều bạn hỏi thế. Đây, ôi, nhiều quá. Rồi, đây lại còn mình muốn đi Nhật, công ty nào uy tín, bạn anh Tuyết Nguyễn. Nhưng mà vào đấy, chỉ có thấy là cò nhảy vào thôi. Thì mình phải làm cái clip này để hướng dẫn các bạn cái cách để tìm cái công ty gọi là uy tín. Đấy, và một số cái băn khoăn rất là lớn, là chi phí đi bao nhiêu, rồi là chi phí là mình thực sự mất, rồi là cái thu nhập theo vùng miền hay là cái chuyển việc rồi là quay lại Nhật lần hai các thứ. Nói chung là có một số câu hỏi mình nghĩ là nhiều bạn, cho đa số các bạn rất là quan tâm đúng không ạ? Đầu tiên mình đi từ cái mục thứ nhất là tìm công việc, tìm công ty môi giới uy tín. Thì các bạn
Thế là đầu tiên là phải nghĩ đến cái việc là bỏ qua những cái đấy, cái trang cộng đồng như vừa nãy mình cho các bạn xem này. Đây là đây những cái trang ví dụ như là Tokyo Bay Tộ, Tokyo Giao Vặt này, là các bạn nói chung là bỏ ra khỏi tầm ngắm của mình đi. Vào đấy chỉ có các bạn môi giới nhảy vào để nói thôi. Nếu mà môi giới thì các bạn biết đã qua môi giới thì các bạn mất thêm tiền dưới cái hình thức nào nhé, nên các bạn bỏ qua đi, các bạn hãy vào trong web này, vào trong web của cục quản lý lao động ngoài nước này. Đây, có cái địa chỉ là http://. Này dollar.gov và .vn, đây mình có vào thử cho các bạn nhé. Vào đây thì các bạn biết được cái gì, biết được cái trang web là trang web của chính phủ nhé, của nhà nước Việt Nam nhé. Đây, vào đây xong các bạn vào cái doanh nghiệp xuất khẩu lao động này, các bạn nhìn thấy không, sau đó là vào các doanh nghiệp, danh sách doanh nghiệp xuất khẩu lao động này, tức là được phép đưa lao động đi nước ngoài đúng không ạ. Tiếp theo là cái doanh nghiệp xuất khẩu lao động bị đình chỉ này, thì mình phải vào cái doanh nghiệp bị đình chỉ nhé. Thì nó sẽ nói rất là rõ các cái tên các cái doanh nghiệp mà bị đình chỉ ở đây. Đấy, nếu mà có thì ở đây là không có, cho nên nó không hiển thị lên. Đấy, còn tiếp theo là thế, nếu mà có thì các bạn nó sẽ hiển thị tên ở đây, thì các bạn sẽ thấy được để mà tránh những công ty ấy ra, có thể là đình chỉ nhưng họ vẫn hoạt động ảo thì mình không thể biết được. Tiếp tục là danh sách doanh nghiệp xuất khẩu lao động vào miền Bắc nhé, miền Bắc, miền Trung, miền Nam họ chia rất là đầy đủ. Đầu tiên là mình vào miền Bắc này, thì sẽ hiện ra được cái danh sách các cái công ty rất là nhiều đúng không ạ. Công ty này, đây là những công ty mà được cấp phép nhé các bạn, thì đây là rất là nhiều, là 26 trang, tức là có bao nhiêu, 254 doanh nghiệp đấy, cả nước và cả miền Bắc mình có 254 doanh nghiệp, chưa nói gì đến gọi là miền Trung, miền Nam các thứ, cũng phải hàng nghìn doanh nghiệp đúng không ạ. Thì các bạn tha hồ mà tham khảo. Này, mình quay lại cái file Excel của mình nhé. Thì đấy, như mình nói là các công ty được phép và không được phép này, mình có thể biết được đúng không ạ. Đấy, rồi những cái tin mới nhất về các cái công ty gọi là thành lập, hoặc là những cái chính sách về xuất khẩu lao động đều có ở trong đó. Các bạn chú ý vào xem cái đấy thì mình sẽ nắm bắt được thông tin chính xác nhất. Chứ vào mấy cái trang bay tộ Tokyo Giao Vặt này thì chỉ nghe các bạn gọi là tư vấn viên đa cấp đấy nói thì mình rất là ảo, tung chảo luôn, mình không thể hiểu được đúng không ạ. Đấy, mình xin nhắc lại là chú ý là không qua một cái trung tâm, à qua qua cái gọi là cò môi giới nào nha các bạn, dưới bất kỳ hình thức nào luôn. Các bạn sau khi tìm được công ty, các bạn đến thật là nhiều công ty vào để tham khảo. Đấy, cứ đến trực tiếp công ty gặp người quản lý, ví dụ đi Nhật thì gặp phòng Nhật, đi Hàn thì gặp phòng Hàn đúng không ạ. Giao dịch trực tiếp ở đấy chứ không qua ai cả đúng không ạ. Đấy, tiếp theo cái chi phí đi bao nhiêu thì hợp, cái này thì hỏi thì rất là khó trả lời, các bạn cũng đến trực tiếp công ty để trả lời thôi, để hỏi thôi. Nhưng mà cái mình nghĩ là tùy vào cái việc chúng ta đi theo cái ngành nghề gì ấy, ví dụ lương cao thì chi phí chắc là người ta cũng đòi cao hơn một chút đấy. Rồi là công ty bên đó thì ở vùng nào chẳng hạn đấy, người ta cũng đòi cái chi phí khác nhau. Nhưng mà đầu tiên mình liệt kê một số cái chi phí mà mình chắc chắn là các bạn sẽ phải trả, và cũng cái chi phí này mình nắm được. Đầu tiên là cái chi phí về cái tiền dịch tài liệu các thứ này, để cho mình sang bên Nhật, kiểu sơ sang bên Nhật đúng không ạ, thì nó tầm khoảng 1 triệu thôi chứ không nhiều. Đấy, là chi phí đi khám sức khỏe thì các bạn phải tự chi trả rồi, khoảng 800k thôi. Chi phí ăn uống sinh hoạt trong cái thời gian mà mình ở bên trung tâm mình học ấy, thì trước khi mình đỗ ấy, thì là chẳng vài tháng, 2 3 tháng, thì mỗi tháng tầm khoảng gọi cho bạn nào tốn kém lắm thì 4 5 triệu là cùng đúng không ạ. Đấy, thì 3 tháng đi, 3 tháng mà nhân lên 5 triệu thì khoảng 15 triệu đúng không ạ. Đấy, còn sau khi trúng tuyển thì chúng ta không bao giờ phải trả tiền nữa nhé, vì là khi trúng tuyển thì mình đã là người của công ty gọi là bên Nhật rồi, thì bên Nhật người ta sẽ chi trả tất cả các khoản đấy cho chúng ta. Cho nên nếu mà trung tâm nào mà thu thêm thì đấy là phi lý nhé các bạn. Tiếp theo đấy là cái chi phí học tiếng Nhật trước và sau khi trúng tuyển. Đấy, sau khi trúng tuyển thì không phải trả nữa, cũng bên Nhật họ chi trả hết rồi. Còn trước khi trúng tuyển thì chúng ta phải trả rồi đúng không ạ. Cái chi phí đào tạo tay nghề, ví dụ như bạn nào mà đi Hàn đi các thứ liên quan đến tay nghề thì phải học cái này trước một thời gian, nó ôn luyện lại trước khi thi thì các bạn phải trả thì đúng rồi. Đấy, tiền vé máy bay thì cái này các bạn không phải trả, các công ty môi giới cứ thu thêm của chúng ta, cái này rất là buồn cười đúng không ạ.
phi lý. Nếu chúng ta đã đỗ để bay sang thì công ty Nhật sẽ chi trả tiền này để đón chúng ta, kể cả cái lệ phí visa này. Đấy, thì có trả thì chỉ 610.000 thôi chứ không nhiều. Tiếp theo là cái phí môi giới, thì cái phí môi giới này là chúng ta cũng không phải trả mà do cái công ty tiếp nhận của chúng ta chi trả. Người ta cần việc thì người ta cần người đúng không ạ, người ta sang Việt Nam nhờ công ty Việt Nam là tìm hộ thì sau khi tìm được thì người ta sẽ trả tiền chứ chúng ta không phải trả tiền cho trung tâm môi giới ở Việt Nam. Đấy, rồi là cái cọc chống trốn, bình thường các bạn vẫn phải đặt 2-3.000 USD đúng không ạ, tức là khoảng 4-60 triệu gì đấy. Thì từ năm 2018 thì đã bỏ cái này rồi, cho nên là các bạn không phải đặt cọc cái này. Cái trung tâm nào mọi người hỏi đặt cọc cái này là rất là phi lý đấy, không phải đặt cọc. Tiền này các bạn hoàn toàn phải bỏ qua cái số tiền này. Thì tất cả cái đấy là mình đã tính gọi là tổng rồi, nhưng mà các trung tâm vẫn có thể nghĩ ra được cái cuối cùng của chúng ta, cái chi phí mà chúng ta phải đi. Có lẽ rơi tùy vào từng cái công việc của mình sang Nhật mình làm ấy, mình không gọi là đơn hàng vì chúng ta không gọi là đơn hàng nha, nó buồn cười lắm. Thì mình gọi là cái chi phí mà các bạn sang ấy thì tầm khoảng từ 60 80 đến 160 triệu. Đấy là cái điều mà nghĩ là chắc chắn là hầu như các bạn nào đi xuất khẩu lao động cũng có thể trải qua cái số tiền khoảng như thế rồi. Đấy. Tiếp theo là cái chọn công ty, thì chọn công ty phí đắt hay rẻ thì cái này mình nghĩ là sẽ tùy thuộc vào cái khả năng chém gió của cái công ty đó. Họ có thể bảo là em đi công ty anh đắt một tí nhưng mà lương nó cao này, rồi đi vùng tốt vùng gì cái này thì mình sẽ nói ở bên dưới. Các bạn không thể nào nghe công ty nói gọi là đại khái được, mình sẽ nói lại cái này nhé. Ở dưới thứ ba là chọn ngành hoặc là vùng nào lương cao. Thì cái ngành thì các bạn nếu mà đi kỹ sư thì mình không nói rồi, đi kỹ sư thì nói chung là lương thì từ Việt Nam sang thì tầm khoảng 18 20 man, 22 man là cùng thôi. Đấy, thì nó cũng tùy vào cái chuyên môn của các bạn thì mình không nói. Đại học hay cao đẳng thì đấy các bạn tốt nghiệp ở Việt Nam rồi. Còn đi thực tập sinh thì như thế này. Tập sinh thì là cái ngành mà mình nghĩ là các bạn phải lựa chọn dựa vào cái đầu tiên là cái sở thích của các bạn. Sau đó là các bạn phải tìm ra là cái gọi là cái vùng miền đấy lương nó như thế nào chẳng hạn đúng không? Thì các bạn phải vào đây thì mình có cái bảng lương theo vùng mới nhất của Nhật Bản, thì các bạn vào đây để tham khảo. Cái này là cái mức lương tối thiểu cũ nhé, trên một giờ, bảng lương trên một giờ của Nhật Bản này. Cái này là mức lương tối thiểu cũ này, cái này là mới này, mới nhất đấy, đến bây giờ vẫn đang áp dụng, đến thời điểm năm 2018 nó vẫn đang áp dụng. Đấy, tùy theo từng vùng, đây có 47 vùng, 47 tỉnh thành thì Hokkaido các thứ này, chia ra các bạn vào đây để xem cái mức lương tối thiểu của từng vùng. Các bạn đi trước khi đi các bạn nhìn vào cái này các bạn cũng có thể biết được là cái lương gọi là vùng nào cao để mình lựa chọn, vùng nào thấp để mình tránh chẳng hạn. Nhưng mà mình xin lưu ý là cái mức lương này thì nó cao thì tương đương với cái chi phí sinh hoạt, khả năng nó sẽ cao ở cái vùng đó. Đấy, nhưng mà chi phí sinh hoạt thì chúng ta lại phụ thuộc vào cái khả năng chi tiêu tiết kiệm của chúng ta thôi. Đấy. Chúng ta tiết kiệm được thôi đúng không ạ? Đấy, thì mình nghĩ là cái mức lương tối thiểu này các bạn có thể tham khảo. Thì đây các bạn có thể nhìn thấy cái mức lương mà trên cái bảng này, thì các bạn mình đi chậm chậm cho các bạn nhìn nhé. Đấy, Ibaraki này, Hima, Chiba này. Mình đang là Chiba đây, lương cũng không cao lắm đúng không ạ? Đây lương Kanagawa đấy, các bạn nhìn thấy không ạ? Đấy, thì mức lương cao nhất này thì là Tokyo rồi, Tokyo chi phí đắt đỏ đúng không ạ? Tiếp theo là Kanagawa này, Kanagawa này đúng không ạ? Sau Kanagawa là Osaka đúng không? Ba cái khu vực này là ở Nhật Bản là lương cao nhất. Đấy thì các bạn có thể lựa chọn. Đấy thì mình nói lại về cái chọn ngành nhé. Ngành thì là nó nếu mà các bạn chọn được đầu tiên là sở thích rồi, nhưng nếu các bạn bỏ qua sở thích mình chỉ nghĩ đến gọi là kiếm tiền thì chắc chắn rồi. Đấy thì như thế này, các bạn hãy nghĩ xem là cái ngành đó mình có làm thêm không này. Đấy, ví dụ các bạn bảo là làm giàn giáo ngoài trời mà bảo có làm thêm thì cũng khó nhưng mà rất hiếm. Đấy, rồi là làm ngoài trời hay làm trong nhà, đã làm ngoài trời thì cái việc làm thêm nó gần như là không không nhiều. Ví dụ làm xây dựng thì chỉ làm đến 5 giờ thôi, mùa đông là tối lắm rồi. Đấy thì không có làm thêm.
thứ bảy chủ nhật thì khu dân cư đó người ta nghỉ thì hầu như là chúng ta cũng không được làm thêm. Đấy, nếu mà làm nông nghiệp thì rất là ok, vì là dù là thời tiết có như thế nào nhưng mà đa số các bạn nông nghiệp ở bên này thì có nhà kính rồi, ví dụ làm ngoài thì là mưa gió thì lại vào nhà kính làm, đúng không ạ? Đấy, làm cơ khí rồi làm sơn thì trong xưởng rồi. Thì có bạn hỏi là sau 3 năm thì tiết kiệm được bao nhiêu, sau 3 năm tiết kiệm được bao nhiêu thì là cái này này tùy với vùng bạn làm ấy, thì lương cao hay thấp, thì như mình đã làm cái clip à, cái sheet ở bên này thì các bạn có thể tính được cái lương cơ bản của mình theo, ví dụ ở đây là theo giờ này, 1 giờ làm như thế thì 1 ngày bạn làm 8 tiếng thì nhân lên, đúng không ạ? Thì sau khoảng 1 tháng thì bạn được khoảng bao nhiêu tiền đại khái như thế, nhưng mà tính trừ đi thì mỗi tháng trung bình, mình nói trung bình nhé, không nói chung, nói chung với tất cả các bạn chứ không phải là các bạn thấp hơn hoặc cao hơn, thì 1 tháng các bạn được khoảng 15 triệu Việt Nam. Thế thì sau 3 năm các bạn là tiết kiệm thì cũng được khoảng 6 đến 700 triệu, cũng không phải là nhỏ, đúng không ạ? Nếu mà ở Việt Nam chúng ta không làm được cái số tiền đó. Tiếp theo là cái việc phải chọn là lương giờ hay lương tháng, cái này rất là nhiều bạn lên mạng hỏi. Thì như thế này, cái việc mà chọn lương giờ hay lương tháng thì gần như là chúng ta không có quyền để quyết định, thì cái này là do công ty Nhật họ quyết định rồi, chúng ta chỉ được gọi là chấp nhận hoặc không chấp nhận thôi. Nhưng mà nếu mà được chọn ấy thì mình lên dựa vào cái là vùng miền, nếu mà người ta trả theo lương tháng này thì là mình có thể là tính ra thêm là 1 giờ mình được khoảng bao nhiêu đấy, xem nó có hợp lý với lại cái lương giờ không, để lúc đấy mình đắn đo mình suy nghĩ chẳng hạn, đúng không ạ? Và cái yếu tố thời tiết, ví dụ cái vùng đó mưa vào tháng mấy và cái công việc của mình tháng đó thì có làm được hay không hay như thế nào đấy, các bạn phải tìm hiểu và suy nghĩ thật là gọi là một chút thôi, viết ra giấy đấy để tính xem là cân nhắc xem nó như thế nào để mình quyết định thì nó sẽ rất là hay, đúng không ạ? À, cái phần thứ sáu là à, mình nói lại cái lương giờ lương tháng nhé. Đấy thì các bạn hoàn toàn là có thể chọn được cái này. Thì theo mình là nếu mà các bạn nào làm trong xưởng thì làm lương giờ rất là hay, còn nếu mà làm lương tháng thì chắc là cũng gần gần thôi, gần gần tương đương thôi, nhưng mà nói chung là người Nhật đầu óc người ta cũng có sẵn rồi, đúng không ạ? Hai cái lương giờ và lương tháng này nó không khác nhau nhiều, nó chỉ phụ thuộc vào cái việc của bạn có làm thêm hay không thôi. Đấy, làm thêm thì sẽ được nhiều nhiều tiền hơn vào cuối tháng, thế thôi, đúng không ạ? Thì lương giờ lương tháng thì cũng không khác nhiều đối với đa số công ty, đối với một số công ty thì có thể là khác. Chúc các bạn là tìm hiểu được may mắn cái chỗ này thôi. Tiếp theo là cái mục thứ sáu là ai có thể đi xuất khẩu lao động được, thì đây là cái tiêu chuẩn rồi. Cái tuổi thì từ 18 đến 35 này, sức khỏe không nhiễm HIV gan B các thứ, đúng không ạ? Không tiền án tiền sự, nam nữ thì như thế này, nam cao 1m6 này, thì có thể thay đổi nhưng mà không không nhiều đâu. Cái tiêu chuẩn này thì chung là cái tiêu chuẩn này được áp dụng từ lâu rồi. Bằng cấp thì đi xuất khẩu lao động ít nhất là phải tốt nghiệp cấp 2 trở lên rồi. Các bạn mà mua bằng thì à đấy, nói mình có nói về cái mua bằng cấp 2 thì mình có bạn vào bảo là đấy, người ta vì nghèo người ta phải mua bằng người ta đi. Thế nhưng mà các bạn có biết là cái việc mà các bạn mua bằng để đi sang bên đây thì là ảnh hưởng đến những cái người tiếp tiếp theo, khi mà các bạn bị phát hiện ra là bằng giả thì rất là ảnh hưởng đến các bạn sau mà muốn đi thì không thể đi nổi. Đấy, vì là cái tệ nạn bằng giả như thế ảnh hưởng đến cái uy tín, đúng không ạ? Đấy, nên các bạn chỉ biết các bạn thôi, nhưng các bạn không nghĩ đến những người tiếp theo. Đấy, cái bản chất rất là xấu, đúng không ạ? Nên là thế mình mới nói là không nên làm giả để đi. Thứ bảy đến là có chuyển việc được không, thì cái này là chuyển việc được đấy, nếu mà công ty tiếp nhận mình nó đối xử không tốt với mình. Cái này mình có một cái clip nói về cái vấn đề này rất là rõ ràng cụ thể đấy. Hoặc là nếu mà các bạn đang làm cái môi trường nó hóa chất nó độc hại đến cái sức khỏe của bạn mà cứ suốt ngày bị dị ứng ngứa ngáy ấy, các bạn có thể là gọi lên nghiệp đoàn để nhờ hỗ trợ để chuyển việc. Đấy, cái này thì các bạn hoàn toàn là có thể được, nhưng mà nó phải có cái lý do là chính đáng một chút, đúng không ạ? Tiếp theo là cái tổ chức nào sẽ giúp các bạn. Nhiều bạn sang bên Nhật này đi lao động, đặc biệt đi lao động thì hay bị kiểu như là gọi là chèn ép rồi là bị bắt nạt, đúng không ạ? Đấy, mất nhiều cái quyền của mình, quyền lợi, đúng không ạ? Các bạn vào Facebook mình cũng thấy có cái bài viết về cái vấn đề này, thực tế của lao động đúng không ạ, bên Nhật đấy. Các bạn hoàn toàn là có thể dựa vào cái
chức là Zico này, để, à Zico này là cũ rồi, mình xin lỗi, cái Otis ấy, thì thay thế cho Zico, quyền lực còn lớn hơn một chút. Đấy, nhưng mà nói chung là các bạn có thể gọi điện lên đây đấy, để phàn nàn với cái công ty mình đang làm nó như thế nào ấy. Cái nghiệp đoàn này nó sẽ là làm việc trực tiếp với công ty đấy, cái nghiệp đoàn này có tính chất là quản lý các công ty và tổ chức đang tiếp nhận này, lao động nước ngoài này, thì các bạn giúp đỡ các bạn thì cũng phần nào thôi, bởi vì là cái nhân lực của nó rất là ít ỏi và cái nó ăn lương của cái công ty mà, cho nên là nó làm việc nhiều khi cũng gọi là thiên vị một chút đấy. Các bạn cũng không nên quá phụ thuộc vào cái này, nhưng mà mình nghĩ là các bạn chỉ có duy nhất cái tổ chức này thôi đấy, và một số công ty luật sư các thứ, nhưng mà các bạn lại phải trả tiền, chứ những tổ chức free thì như là không có, nên các bạn cứ phải bấu víu vào đây thôi, hoặc là những ai mà hiểu biết ấy, thì các bạn có thể bấu víu vào khi mà các bạn gặp vấn đề. Chính là cái thực tập sinh thì có thể quay lại lần hai không, và chi phí như thế nào, thì cái này từ tháng 11 năm 2017 ấy, tất cả các ngành nghề đều được quay lại lần hai rồi. Đấy, nên là các bạn có thể là trả lời câu hỏi là có thể quay lại không. Và tiếp theo là cái chi phí, thì nếu mà các bạn đi công ty cũ mà mình đang làm ấy thì không bị mất phí, nếu mà quay lại cho công ty khác thì mất phí, nhưng mà cái này cũng không nhiều lắm, khoảng 20 đến 25 triệu thôi, thì các bạn hoàn toàn có thể quay lại ngay được sau khoảng 2 tháng gì đó, 2 tháng tầm đấy thôi đấy, hoặc là lâu hơn một chút nếu các bạn xin được công ty là ở Việt Nam chơi lâu hơn, không được các bạn quay lại luôn cũng được. Thế thì nhiều bạn bảo là đi quay lại hai mất tận 25 triệu, à tận 60 triệu hay là 80 triệu, thì cái này là không đúng, là thu quá quá nhiều các bạn đúng không ạ? Đấy, thì các bạn có thể là dựa vào cái clip này để trả lời được một số cái băn khoăn của các bạn, thì hy vọng là đã giúp ích được cho các bạn một phần nào. Thì chúc các bạn chọn được cái công ty thật là uy tín, cái chỗ chọn công ty uy tín thì rất là đau đầu ấy. Nếu bạn nào mà không biết cách thì có thể chọn, thì mình có thể hỏi mình, thì mình hướng dẫn các bạn cách tìm hiểu thôi, chứ mình cũng không đưa ra một công ty nào cụ thể, bởi vì cái này nó liên quan đến rất là nhiều cái đúng không ạ? Thì đấy, mình hy vọng là clip này là bổ ích cho các bạn. Chúc các bạn may mắn và sớm được sang Nhật. Cảm ơn các bạn.